Hello everyone. Xin chào tất cả các bạn nha. Hello. How are you? I'm fine. I'm fine. Okay. Hôm nay là buổi họp phụ huynh nhé, thì các bạn có thể ngồi bên cạnh nhé. Các con có thể ngồi bên cạnh và các anh chị đang có mặt thì anh chị vui lòng bật bật cam lên ạ. Thầy ơi, hôm nay bố mẹ con đi kiểu đi ăn gì nhỉ? Tết đi thật, ở ngoài văn phòng nữa. Thế nên chỉ có mỗi mình con thôi. À, mỗi mình con à? Ừ, thôi ok, thì con ghi lại nhé, về con về phổ biến lại với bố mẹ nhé. Vâng. Ok. Vâng, đầu tiên thì là anh chị vui lòng đổi tên nhé, đổi tên theo đúng cái cú pháp ngày hôm nay. Ok. Các anh chị và các bạn là đổi, mình sẽ đổi tên nhá, sẽ đổi tên. Vâng thầy, cách. Ok, Tùng sẽ hướng dẫn lại cách đổi tên này. Để mình sẽ tiện cái việc đấy. Chẳng hạn nhá, mình đổi tên đấy. Đầu tiên là sẽ là cú pháp là EM5 này. EM5 cộng với số thứ tự. Số thứ tự thì Tùng đã gửi lên nhóm nhá, gửi lên nhóm này. Tùng sẽ gửi số thứ tự lại ở trong cái ô chat này luôn. Đây thì chẳng hạn như là số Tùng lấy ví dụ là Hải Đăng đi. Số là 02 thì gạch ngang là 02. Rồi gạch ngang là tên, mình là Hải Đăng này. Rồi tên của mẹ là tên mẹ là mẹ Hoa chẳng hạn, hoặc là mẹ Lan chẳng hạn đấy. Rồi các chị và các bạn đã hiểu nhỉ? Hello everyone, mình đổi lại tên nhá, mình đổi lại tên đi ạ. Let's rename, ok? Sẽ đổi lại tên để chắc chắn là sẽ được thầy gọi ở trong buổi học. Các bạn phải tập trung nha. Ok. Chị phụ huynh của bạn Hàn Tiến Đức mà chị đổi được tên chưa ạ? Đầu tiên là cái việc đổi tên nhá, đổi tên. Rồi để Tùng xin chờ một số anh chị nó vào. Ok. EM5 Hoài An. Ok, em chào chị Kim Anh. Rồi. Ok, hello Minh Châu. Minh Châu đổi tên Minh Châu nhá. À, chị Lan có đây không nhỉ? Chị Nguyễn Thị Lan à? Bạn Tiến Dũng nào? Đúng rồi. Hello Minh Sơn, Minh Sơn đổi đúng tên rồi nhá. Hello. Hello Minh Sơn, how are you? Okay. I'm fine, thank you. Okay, I'm doing really well. Okay. Hello Minh Chí. À vâng, chị ơi, chị đổi đúng tên nhé, Minh Chí nhé. Minh Chí giúp giúp mẹ hướng dẫn đổi đúng theo cú pháp nhé. Đây, đấy là English Mastery 5, okay. Đấy, EM5 này. Rồi cộng với số thứ tự, chẳng hạn Bùi Minh Chí thứ tự là 01 thì sẽ là 01 gạch ngang 01, rồi đến Minh Chí, rồi đến tên của chị. Đây. Chị Lan nhá, chị Lan đổi đúng cái cú pháp ấy nhỉ. Tất cả mọi người cùng đổi tên nào. Thì Tùng hướng dẫn nhá, cái cách đổi tên này thì mình sẽ ấn vào cái chỗ là participants. Ok, participants. Nhưng mình sẽ ấn vào những người tham gia nhé. Mình ấn vào người tham gia. Ấn vào participants là người tham gia này. Sau mình nó sẽ hiện ra một cái bảng danh sách. Sau đấy mình sẽ ấn vào rename. Đổi tên. Đấy, chẳng hạn như là Tùng sẽ để là EM5 này. Gạch ngang này. Số tự của Tùng là Tùng để là 20 chẳng hạn. Đấy, Tùng. Chào thầy Tùng nha. Vâng, còn em chào chị. Chị vui lòng đổi tên nhé, theo đúng cú pháp chị nhé. Tùng Trần, à, mẹ tôi gọi Tùng tên là Lan chẳng hạn. Rồi, ok. Thế anh chị vui lòng đổi tên nhé, vui lòng đổi tên. Và cái này rất là quan trọng đấy. Để mà đảm bảo các con chắc chắn được gọi. Đấy, và được Tùng tương tác trong suốt buổi học thì mình phải đổi đúng tên. Em mới đổi tên theo cái phần mà em gửi trên tin nhắn hả? À, vâng, đúng. Vâng, đúng rồi chị ạ. Đầu tiên là EM5 là chị có thể xem tên mẫu rồi. Của em này, EM5 này, gạch ngang 20 này, gạch ngang Tùng Trần và tên của mẹ nữa. Đấy, như bạn Minh Sơn là đúng rồi, EM5.
Minh Sơn số dự là 06. Nói đi nào. Ok. À, để Tùng sẽ chia sẻ màn hình của Tùng hướng dẫn lại một lần nữa này. Anh chị vào cái chỗ participants, anh chị thấy màn hình của Tùng không? Anh chị hãy gõ là số 2 xem nào. Anh chị hãy gõ số 2 đi. Nếu mình thấy màn hình của Tùng. Chị bọn có số 2 nhá. Mình sẽ ấn vào chỗ participants. Đấy thì nó sẽ hiện ra một cái bảng danh sách này. Thiếu danh sách của bé Khánh Linh. Đấy rồi sau đấy mình sẽ đổi tên, ấn vào more này. Và mình sẽ rename. Đấy, và mình sẽ đổi tên. Anh chị các bạn đã để chúng xem á, cái để chúng xem lại cái màn hình này có thấy được không? Rồi bạn Hoài An Kim Anh đổi đúng tên rồi đấy ạ. Và trong lúc mình chờ đổi tên ấy thì là anh chị các bạn và anh chị và các con ghi lại lịch học luôn này. Đấy là lớp mình sẽ khai giảng vào ngày 20 tháng 1. Tức là tối thứ năm tuần này. 20 tháng 1 năm 2022. Và lịch học là tối thứ hai và tối thứ năm hàng tuần vào lúc 19:45 đến 22 giờ. Nhắn lại nha, khai giảng này. Anh chị các bạn ghi lại nhé. Anh chị và các con ghi lại nhé. Các con đang học thay bố mẹ năm 2022. Cố định nhé. Cố định anh chị các bạn nhé. Cố định vào tối thứ 2 và 5. Vào lúc 19:45 đến 22 giờ. Rồi, hiện tại mình đã có lớp mình cũng gần đầy đủ vậy, thiếu một người nữa thôi. Rồi, anh chị và các con nếu mà xong rồi thì mình có là done xem nào. Done, đã xong. Comment, done. Comment là done. Rồi. Ok. Và có một cái Tùng luôn dặn anh chị và con nhé. Đấy là có mặt sớm giờ. Đấy, Tùng sẽ luôn luôn có mặt sớm giờ. Và tất cả các con và anh chị là phải có mặt sớm giờ nhé. Có mặt. Anh chị ghi lại đi ạ. Thế mình các con phải có mặt sớm giờ. Thầy luôn mở Zoom trước giờ. Nên mình sẽ phải luôn luôn có mặt trước. Trước 19:45. Có mặt sớm giờ. Trước 19:45. Và như hôm nay là một số anh chị là có mặt muộn giờ là không được đâu ạ. Có mặt muộn giờ là sẽ hình thành một thói quen không tốt. Ok, anh chị vui lòng comment là có mặt sớm giờ đấy ạ. Có mặt sớm giờ. Con thưa thầy, cách mà để mình ghi lại màn hình là như thế nào ạ? Sao nhỉ? Từ từ nhá, tất cả anh chị và các bạn mà có câu hỏi gì đi thì là mình sẽ hỏi vào cuối giờ nhé, mình sẽ ghi lại luôn luôn như vậy nhé. Có câu hỏi, nếu mà có câu hỏi thì sẽ hỏi vào cuối giờ hoặc là giữa giờ. Ok, thầy xem vào trong phát biểu đầu giờ này các giờ giải lao này. Ok, phát biểu này và anh chị và các con ghi lại nhé, anh chị ghi lại nhé. Phát biểu và hỏi vào đầu giờ này, các giờ giải lao này và cuối giờ. Phát biểu vào và hỏi vào đầu giờ, ở các giờ giải lao và cuối giờ. Ơ, danh sách thiếu Khánh Ly à? Khánh Ly số bao nhiêu chị nhỉ? Chị Thu à? Để em sẽ nhắn tin. Em ơi, không thấy số, không thấy danh sách. Không thấy danh sách của Khánh Ly à chị? Vâng. Là Khánh Ly là con của mẹ Thu đúng không ạ?
Okay. Đúng rồi em ơi. Tuấn Nam thầy ạ, đã đổi tên rồi đấy. Dạ. Ok ok rồi, Tuấn Nam Kim Thu. Rồi ok, thế em hỏi lại trợ lý của em chị nhá. Vâng. Thì là cả nhà mình đã hiểu thì có, các anh chị comment là got it không? Hay comment là got it ạ? Got it. Nên là đã hiểu. Nếu anh chị mà đồng hành học cùng bậc với các con là tốt nhất ạ. Nếu anh chị mà đồng hành học tiếng Anh với các con là tốt nhất, tại vì trong gia đình mình sẽ dùng thêm một ngôn ngữ nữa là tiếng Anh ở trong nhà thì các con sẽ tiến bộ rất là nhanh. Là tốt nhất. Đấy. Rồi. Xong cái phần tiếp theo. Anh chị và các bạn đổi tên xong hết chưa? Nếu mà ngày mai mà chưa đổi tên ấy, chị mẹ của bạn Hàn Tiến Đức vẫn chị vẫn chưa đổi đúng đâu ạ. Đây, chị em là Minh Châu này, chị Thu đổi đúng tên rồi này. Bạn Bùi Minh Chí đúng tên rồi này, Minh Sơn đúng tên này, Tuấn Nam đúng ạ, Trung Hiếu đúng ạ. Mẹ của bạn Hải Đăng vẫn chưa đúng ạ. Và chị đây mẹ của Kim Anh đúng rồi, chị của Hàn Tiến Đức, mẹ của bạn Hàn Tiến Đức là chưa đúng này. Mẹ của Hải Đăng, Hải Đăng chưa đúng này. Ôi, các anh chị bật cam lên hết nhé, các anh chị bật cam lên hết đi ạ. Anh chị bật cam lên hết đi ạ. Thì ngày mai Tùng sẽ gửi cho anh chị và các bạn một cái video về hướng dẫn về anh chị ghi lại này, ghi lại các bước để mà đổi tên này. Tại vì một số anh chị chưa đổi tên được nên Tùng sẽ hướng dẫn luôn này. Đầu tiên là mình sẽ vào phần participants. Đầu tiên nhá, mình sẽ vào phần participants. Và sau đấy vào phần chờ Tùng một chút để Tùng sẽ xem mình này. Đầu tiên nhá, cách đổi tên này. Bước 1 này. Mình vào phần participants. Đây là những người tham gia. Đấy, rồi sau tiếp theo là mình sẽ vào phần more. Mình sẽ vào phần more này. Rồi sau đấy sẽ vào phần rename. Anh chị có bạn làm luôn đi ạ. Rồi sau đấy để tên. Rồi đổi tên ạ. Chị Phan Thị Thu đổi tên đi ạ. Em ơi chị không có danh sách thì đổi như nào? Dạ em danh sách em vừa gửi lên đấy ạ. Em vừa gửi lên trên cái nhóm chat và trên cái nhóm Zalo ấy ạ. Để em sẽ gửi lại lên nhóm Zalo nhé. Đây. Tôi vừa gửi lên nhóm Zalo của lớp rồi ạ. Và nhóm chat ạ. Ok. Có chưa? Kiểm tra đã. Kiểm tra xem có không đã. Rồi các anh chị đổi tên xong chưa? Anh chị nào comment đã đổi tên xong vui lòng comment là done chưa? Please comment done. Nó đã xong. Đúng rồi, comment vui lòng comment là done. Chúng xem một lần nữa nhá. Thì là ngày mai anh chị mà cần hỗ trợ việc đổi tên ấy thì là vui lòng liên hệ vào liên hệ kỹ thuật ấy thì là mình sẽ liên hệ vào giờ hành chính và số điện thoại là 0335085391. Bạn Bách hoặc Bách ạ. Em ơi chị vẫn không thấy thành ly ở chỗ nào? Dạ. Thành ly chị cũng vẫn không thấy danh sách nhỉ? Chị đã vào nhóm của lớp chưa chị nhỉ? Nhóm rồi, không nhìn thấy, không thấy đâu. Vâng ạ, em vừa gửi lên à rồi để em gửi lại. Em gửi nhầm. Đây em vừa gửi lên nhóm của lớp chị nhá, với lại trong ô chat ấy, trong ô chat của cái Zoom này cũng có danh sách rồi. Chị thấy chưa chị nhỉ? Đây để chị xem. Vâng ạ.
Rồi mình sẽ trao đổi các phần khác giờ nhanh nhé. Anh chị nào chưa đổi tên ấy, thì làm ngày mai giờ gọi cho kỹ thuật của em. Hoặc là các con sẽ biết đổi tên ấy. Các con sẽ biết đổi tên. Nếu anh chị không biết đổi tên thì là... Rồi. À, em ơi chị thấy không có nhá. Không có Khánh Ly đâu. Khánh Linh số 15 chị ạ. Khánh Ly mà. Khánh Linh thế thôi chị thay bằng Khánh Linh cũng được. À thế thì chắc là số bầm ạ. Từ từ chị ấy, à, chắc là số 15 đấy, có lẽ là số 15 thì là mai em sẽ bảo trợ lý em check lại chị nhé. Rồi bây giờ chị thay bằng số 15 nhá. Vâng, chị cứ để số 15. Vâng, ok. Vâng. Có lẽ là số 15 đấy. Chắc là trợ lý em anh đánh nhầm. Vâng. Thế số 15 là Khánh Linh mà. À Khánh Linh à? À thế chị ơi, chị để thế thì chị tạm thời chị cứ để số là 10 17 đấy chị nhá. Để số 17 đấy ạ. 17 à, ok. Vâng, okay. Vâng, không hiểu sao lại thiếu. Ừ, đấy, okay. Mai em bảo trợ lý em kiểm tra lại chị nhé. Vâng, ok. Rồi xong cái vấn đề đổi tên nhá. Rồi ok, nếu mà ai có câu hỏi gì thì ngày mai liên hệ hoặc là Tùng sẽ gửi video cho. Để hướng dẫn cách đổi tên. Thì là bạn Phạm Trọng chưa đổi đúng tên này, Tiến Dũng này. Tạ Minh Hiếu chưa đúng này, chị Thu. Rồi. Tiếp theo này, tiếp theo là cái là mình sẽ cài cái phần mềm Grammar 3.1. Phần mềm Grammar 3.1 thì là cho tôi hỏi là anh chị đã biết cài đặt cái phần mềm này chưa? Ai đã cài được rồi ạ? Ai đã cài được rồi cái phần mềm Grammar 3.1? Và cái phần mềm Grammar 3.1 này thì để chắc chắn anh chị và các con phải cài. Nếu mà không cài phần mềm này thì sẽ phải thay thế bằng cái app. App là For English. Đấy, phần mềm này thì Tùng sẽ chia sẻ màn hình và Tùng sẽ giới thiệu qua cái phần mềm này. Rất là hay. Đây, khi cài xong ấy thì là sẽ có biểu tượng là Grammar 3.1 ở đây. Thì mình sẽ click vào cái phần mềm này. Và các anh chị và các bạn ấy thì là cài theo cái link mà Tùng đã gửi ấy. Còn nếu không cài được ấy thì là sẽ trợ lý Tùng sẽ hướng dẫn cài và cài trực tiếp cho anh chị. Là bạn Bách ấy. Bạn Bách cái số điện thoại là 0335 085391 ạ. Đây, thì là bài tập thì là anh chị và cho con ấy thì là sẽ học mỗi ngày là 5 bài, đọc 5 bài, anh chị ghi lại đi ạ, 5 bài nhé. Mình sẽ học 5 bài ở trong cái phần mềm này hàng ngày. Đây thì mình sẽ vào phần bài đọc này. Và mình sẽ học đầu tiên là đọc các bài đọc căn bản. Mình sẽ đọc các bài đọc căn bản trước. Đấy, khi nào xong thì mình đọc sang các mẫu đối thoại hoặc là các chuyện cổ tích. Hoặc là các mức độ chuyện về 2.000 từ, hoặc là gương sáng danh nhân, văn hóa Mỹ, trình độ B, đấy, trình độ C, bí ẩn khám phá. Đấy, rất rất nhiều luôn. Okay. Anh chị và các bạn, anh chị có hay comment số 2 đi nếu anh chị hiểu. Ok, là mỗi ngày. Ok, cháu học iPad không cài được em ạ. iPad thì chị cài cái app là For English. Mình vào App Store. Ấy. Một trong hai. Mẹ các bạn Trung Hiếu nhá. Đấy. Đấy, các bạn Trung Hiếu này. Thì mình chị Hoàng Vân, chị Vân nhé, chị vào cái app là For English, ok. Mình có thể thay thế được. Nếu mà tốt nhất ấy là dùng cái Windows thì cài cái này là tốt nhất. Đấy. Thì cái này mình để học và học nhiều nhiều năm liên tục luôn ạ, chứ không phải là học mỗi đơn giản là mỗi vài tháng đâu. Ok. Anh chị comment là nhiều năm đi cho mình nhớ hơn, nhiều năm. Và các buổi học phụ huynh thì Tùng sẽ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nên anh chị cứ ghi lại. Và cái gì chưa hiểu thì Tùng sẽ hướng dẫn trong buổi họp tiếp theo. Và sẽ có trợ lý của Tùng sẽ nhắc anh chị nhiều năm, đúng không? For years, đúng không? For years. Mình học rất rất nhiều năm liên tục là mình sẽ dùng cái phần mềm này để mình học. Okay, for years, đúng không? Rất là nhiều năm. Rồi. Cái tiếp theo, cái đầu tiên nhá, cái tiếp theo đấy là luôn luôn có thói quen học 20 từ vựng mới một ngày, 20 từ vựng mới một ngày. Các anh chị ghi lại đi ạ, các con phải ghi được ra 20 từ vựng mới một ngày, 20 từ vựng mới trên một ngày. Các anh chị comment, vui lòng comment số 20 đi. Hay comment số 20. Hay comment số 20 đấy.
Okay, 20. Các anh chị nhắc lại theo thầy luôn nhé. 20. Đúng rồi, mình sẽ phải tối thiểu là 20 từ vựng mới hàng ngày. Ok, 20. Rồi. Và cái này ấy, thì là 20 từ vựng mới ấy, thì là mình sẽ viết vào quyển sổ vàng. Nếu anh chị nhận được ấy, thì sẽ có một quyển sổ vàng. Và giấy nhớ, anh chị nhớ nhá. Giấy nhớ. Thì mình phải mua giấy nhớ. Anh chị ghi lại đi. Và comment là sticky notes. Là giấy nhớ anh chị nhé. Giấy nhớ. Rồi anh chị các bạn là lấy nước nhá, lấy nước. Và nhớ là mình cũng phải chuẩn bị nước nhá. Hôm nay Tùng lại quên chuẩn bị nước, nhưng anh chị nhớ là mình phải chuẩn bị nước. Trong lớp học thì mình nói rất là nhiều. Đấy, một buổi học thì anh chị nhớ là mình chuẩn bị rất là nhiều nước nhé. Anh chị các bạn comment là sticky notes. Là giấy nhớ. Đấy, mình phải mua giấy nhớ và cái này các anh chị ghi lại là các anh chị là phải báo con là gì ạ? Dán vào cửa ra vào và cửa nhà vệ sinh. Và phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần hàng ngày. Cứ ra vào và cứ ra vào nhà vệ sinh là mình phải đọc. Okay. Đọc rất là nhiều. Và ra khỏi nhà. Đấy, dán lên tủ lạnh cũng được. Đấy, phải tủ lạnh. Mình dán qua nhà các từ vựng mới và mình luôn luôn đọc đi đọc lại rất là nhiều lần. Lặp đi lặp lại rất là nhiều lần thì mình sẽ nhớ và mình sẽ hiểu và mình sẽ biết rất rất nhiều từ vựng. Ok. Cứ đều đặn mỗi ngày 20 từ thì ít nhất là mỗi năm cũng được khoảng 3.000. Okay. Chị và các bạn comment số 3.000 đi. 3.000 từ một năm ấy. Và 3.000 từ ở mức trung cấp rồi. Sau vài năm thì đã có khoảng tầm 10.000 từ thì đủ để thi các chứng chỉ. Thi các chứng chỉ những kiểu IELTS. Đấy, để các con có thể đi du học hoặc là được tuyển vào các trường đại học, rất là lợi thế. Anh chị và các anh chị và comment số 10.000 đi. Đấy là mục tiêu 10.000 từ. 10.000 new words. 10.000 từ mới. Đấy là cái mục tiêu. Các con chắc chắn phải vượt qua, đấy là 10.000 từ vựng mới. Ok. Rồi. À, từ từ Tùng đang chia sẻ màn hình. Rồi. Anh chị nào đã cài đặt được phần mềm Grammar 3.1 rồi hay comment số 8 nữa. Rồi. Hoài An Quàng rồi này. Minh Chí cài rồi. Hải Đăng cài rồi này. Hơi ít nhỉ. Nếu anh chị mà các bạn mà chưa cài được ấy thì là vui lòng liên hệ số này nhé. Cái số này này, số bạn Bách này. 0335085391. Đấy, anh chị các bạn lưu lại số này nhé, số hotline và gọi trong giờ hành chính ấy thì là sẽ có bạn Bách hỗ trợ cài đặt cho. Hoặc là bạn Diệp là trực số hotline này. Anh chị lưu lại cái số này nhé. Và cái thứ hai, cái số thứ hai mà anh chị và các bạn cần lưu ấy là số nếu anh chị cần hỗ trợ này về giáo viên một kèm một thì là số bạn Hà là 0325885201. Số bạn Hà. Anh chị đã xong thì comment là done xem nhé. Đã xong, nếu mà đã lưu xong số này. Hai số này thì cần hỗ trợ.
hoặc là số trực tiếp của Tùng ấy là 0375340099 đúng không Tùng? Nếu các con đã tham gia lớp học của em thì là anh chị thích gọi lúc nào cũng được. À, và các anh chị nên gọi vào buổi nên gọi buổi chiều, thường là Tùng sẽ làm việc buổi chiều. Gọi buổi chiều thì Tùng sẽ hỗ trợ. Hạn chế gọi buổi tối tại vì lúc ấy Tùng đang dạy Tùng sẽ không nghe đâu, nhưng mà buổi sáng hoặc chiều. Đấy, thường là buổi chiều tốt hơn. Buổi chiều. Ok, rồi. Và tiếp theo Tùng sẽ hướng dẫn anh chị các bạn. Đây là cái Tùng sẽ bật cái quyển sổ vàng anh chị các bạn xem nhá. Cái quyển sổ vàng. Tại vì là tài liệu thì đang gửi đi ấy, thì một số người nhận được, một số người chưa. Ai nhận được rồi các anh chị hãy comment số 3 đi, nếu mà đã nhận được tài liệu. Chị các bạn hãy comment số 3 đi. Tuấn Nam nhận được rồi này. Minh Sơn, Hoài An. Có mấy người nhận được rồi. Trung Hiếu nhận được rồi này. Khánh Linh, rồi. Đây, Tổng sẽ hướng dẫn cho anh chị các bạn cái quyển đây là quyển sổ vàng nhé. Đây quyển sổ vàng này. Thì là về chủ yếu ấy thì là mình sẽ ghi từ vựng mới vào đây. Ghi từ vựng mới này và nghĩa tiếng Việt này. Đấy thì mỗi ngày là mình sẽ có mục tiêu là 20 từ. 20 từ một ngày. Và khi mà các con sẽ viết cái nghĩa tiếng Việt ra đây luôn. Và anh chị sẽ kiểm tra bằng cách là có thể che nghĩa tiếng Việt và yêu cầu con dịch cái từ đấy cho anh chị đúng không ạ? Anh chị hiểu chưa nhỉ? Anh chị hiểu thì comment là got it được không? Đã hiểu. Hoặc comment là đã hiểu cũng được. Đây là quyển sổ vàng. Và ở đây có thể là nếu có thêm thời gian thì mình sẽ đặt câu. Đặt câu những cái từ này. Rồi. Ok. Tiếp theo là quyển sổ bài hát ấy. Thì là để mà các con có hứng thú hơn ấy thì anh chị vui lòng là cho con nghe những quyển sổ bài hát này. Đấy và điền từ. Đấy thì là mỗi tuần là nghe 2 bài và điền từ 2 bài. Và cái bài hát thì Tùng sẽ gửi đấy nhá, trợ lý Tùng sẽ gửi. Trợ lý Tùng nó sẽ đao cả quyển này về và sẽ gửi cho anh chị. Ok. Anh chị ghi lại nhé, quyển sổ bài hát này, số 1 này. Sổ bài hát số 1 này. Là tiếng Anh, tên của quyển sách songbook. Number 1. Thì là sẽ nghe 2 bài trên tuần. Nghe và điền. Nghe và điền 2 bài trên tuần. Anh chị và các bạn hãy comment là 2 bài trên tuần đâu. Nghe và điền 2 bài trên một tuần. Đấy, 2 bài trên một tuần. Nghe và điền 2 bài trên một tuần. Tại sao là mình phải nghe bài hát? Tại vì là tạo hứng thú hơn rất là nhiều. Để có hứng thú này. Đam mê. Rồi, anh chị và các bạn, chị phụ huynh nhá. Hay comment là 2 bài trên một tuần đấy ạ. Đây là cái mục tiêu mà mình chắc chắn phải đạt được. Và những cái anh chị ghi hôm nay nhé thì anh chị vui lòng là mình sẽ dán vào cái cửa ra vào. Tất cả mọi thứ nhé. Những cái mà con cần làm ấy thì mình sẽ dán vào cửa ra vào để mình giám sát. Và sẽ cùng với thầy, giáo viên và các anh chị sẽ giám sát các con để mà mình đạt được hiệu quả tốt nhất. Ok. Rồi. Ok. Tiếp theo, đấy là đọc và trả lời quyển Communication Book Level 4. Quyển Communication Book Level 4 là quyển sách giao tiếp nhé. Thì là trong mỗi buổi học thì Tùng sẽ dạy cái phần quyển sách giao tiếp này. Thì Tùng sẽ bật cho anh chị xem cái quyển sách này. Đây. Đây có những câu hỏi, câu trả lời. Đấy. Thì để mà giao tiếp tốt ấy thì Tùng sẽ cái đầu tiên đơn giản nhất là hàng ngày các con sẽ phải đọc lại các câu hỏi và câu trả lời. Đấy, đọc lại rất là nhiều lần để mình có cái phản xạ nói đã. Cái phản xạ nói. Và mỗi ngày ấy, thì đọc là ít nhất là 30 câu hỏi, 30 câu trả lời. Anh chị ghi lại đi ạ.
đọc lại 30 câu hỏi và câu trả lời để mình có cái những cái phản xạ tốt hơn, mình nói nhanh hơn thì mình phải đọc lại câu hỏi và câu trả lời, đọc lại câu hỏi câu trả lời. Đấy, và giáo viên sẽ thực hành rất là nhiều và ở trên lớp thì Tùng sẽ hỏi rất là nhiều để các con sẽ trả lời. Chị ghi lại nhé. Đấy, đây là những cái công việc cần làm. Rồi. Thì cái tiếp theo nữa đấy là giáo viên sẽ chỉnh sửa phát âm và ngữ điệu. Chị ghi lại nhé. Thì mình sẽ xem cái giáo viên sẽ dạy các con luôn. Giáo viên này sẽ chỉnh sửa này phát âm và ngữ điệu với đốc thúc con. Và làm bài. Đấy. Thì là sẽ giáo viên ấy thì sẽ có trách nhiệm sẽ dạy cho con này, đốc thúc con học tập làm việc. Và cũng các mục cũng tương tự như trên như Tùng vừa hướng dẫn ấy, thì là đây, Tùng nhắc lại nhá. Đầu tiên ấy là thứ nhất là phần mềm grammar 3.1, đấy là phải đọc 5 bài một ngày này. Rồi 20 từ vựng mới này. 20 từ vựng mới này. Rồi là cái sổ bài hát là phải điền này. Rồi là tự đọc câu hỏi câu trả lời. Đấy, thì giáo viên sẽ hỗ trợ con để làm được các bài tập và đốc thúc con học tập. Anh chị comment số 9 đi nếu anh chị đã hiểu những cái công việc cần làm con để mà giúp con có một cái thói quen học tập tốt và đam mê tiếng Anh. Ok, và cái cuối cùng nhé. Cái cuối cùng mình cần làm đấy là gì ạ? Mình đăng ký một tài khoản trên tungtrần.edu.vn. Okay, chị ghi lại nhé. Mình phải đăng ký này. Tài khoản trên trường học tungtrần.edu.vn. Đấy thì nó rất là đơn giản thôi. Thì chị và các bạn cứ vào cái đấy, Tùng Trần này. Anh chị vào luôn đi ạ. Mình sẽ vào cái trường online của mình là tungtran.edu.vn. Thì là mình sẽ làm bài tập ở trên này luôn. Và sẽ có rất là nhiều tài liệu Tùng sẽ update ở trên trường học này. Tùng sẽ gửi lên nhóm nha. Đấy. Thì mình sẽ, nếu anh chị chưa có tài khoản thì ấn vào đăng ký này. Đây mình nhập họ tên mà. Công này. Đây, nhập vào. Số điện thoại đây, nhập vào mật khẩu. Tùng đã lập tài khoản rồi, nó lập rất là dễ thôi. Rồi sau đấy là anh chị sẽ cấp mã. Đấy, nếu anh chị không lập được tài khoản thì cũng vui lòng liên hệ cái số của bạn trợ lý của Tùng nhé để được hỗ trợ. Lập này rất là dễ thôi. Rồi. Đây phần tiếp theo. Và mình sẽ trên cái trường học online này thì sẽ có các phim hoạt hình. Mình sẽ có khoảng 20 phim hoạt hình. Các anh chị vui comment số 20 đâu, hay comment số 20 đi. Đấy, comment số 20. Comment số 20 đi ạ. Rồi, ok. Và thường nhé, thường thì Tùng sẽ học cho học khoảng 25 phút hoặc là không đến thì mình sẽ phải vận động một chút để khỏe khoắn hơn nhé. Anh chị hãy làm theo Tùng mà để mình giám sát các con luôn này. Mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy. Ok. Anh chị hãy cho hai tay lên nhé. Ok. Put your hands up. Ok, anh chị hãy cho hai tay lên nào. Mình sẽ vận động một chút và khi mà anh chị mà cho con học ấy thì là mình sẽ 25 phút mình sẽ cho vận động một lần. Ok. Đấy, sẽ sang trái nào. Left. Sang trái. Left. Cho tay sang trái nào. Minh Chí nào. Minh Chí ơi. Minh Chí nào.
Các anh chị phụ huynh làm theo Tùng luôn nhá. Right. Ok, nhắc lại theo Tùng nào. Right, các con phải làm và nhắc lại theo. Và sau nào? Back. Cứ nói theo đấy ạ. Back. Và phía trước nào? Front. Chị Thu ơi, chị Thu làm đi ạ. Ừ, chị Thu. Mẹ của bạn đã khỏe. Về hai tay răng lên trời nào, hai tay. Thằng trái nào? Left. Mình vận động một chút đi, mình để mình sẽ có một chút nữa thôi. Right, sang phải. Ok. Back. Đúng rồi. Front. Ok, one more time, một lần nữa nào. One more time. Left. Right. Back. Ok, front. Đúng rồi. Ok. Anh chị và các bạn, nếu mà cảm thấy khỏe khoắn hơn thì hãy comment số 2 đi. Please comment 2. Hãy comment số 2 để mình cảm thấy khỏe khoắn hơn. Ok. Đấy. Thì thường thường mình sẽ vận động. Thì mình vừa học mình vừa động. Vận động. Tại vì là mỗi bài học thì sẽ có khoảng 4 phần. Rồi. Ok, và mục tiêu khóa học nhá thì là sẽ giúp các con này phát âm chuẩn hơn. Đấy, và có ngữ điệu chuẩn. Thì các anh chị ý lại đi là các con phải phát âm chuẩn này. Và ngữ điệu chuẩn hơn. Và để đạt được cái điều này ấy, thì có một cái các con chắc chắn phải làm rất rất nhiều. Anh chị ghi lại bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt luôn. Repetition. Là lặp đi lặp lại. Rất là nhiều. Mình phải lặp đi lặp lại rất là nhiều. Repetition. Repetition là lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Thì các con phải nhắc đi nhắc lại theo thầy rất là nhiều lần. Đấy, và trong buổi học ấy, thì các con sẽ luôn luôn ở trong tâm thế là phải nhắc đi nhắc lại theo thầy để mình có ngữ hiệu chuẩn hơn. Đấy, và phát âm chuẩn hơn. Vậy các anh chị và các bạn hãy comment từ tiếng Anh đi. Repetition. Và đọc lại cho thầy nào. Repetition. Repetition. Lặp đi lặp lại. Và mình phải lên cái trường học online tungtrần.edu.vn thì nhà lặp lại theo các phim hoạt hình và các bài giảng của thầy. Repetition. Okay. Rồi. Cái thứ hai, anh chị ghi lại nhé. Các con một là phải có đam mê. Và những cái bài tập vừa rồi tôi đề ra ấy, xem hoạt hình này, nghe nhạc này, rồi đọc các phần mềm ấy, để các con có đam mê. Để mình học tiếng Anh hơn, có đam mê. Và cái tiếp theo đấy là thói quen học hàng ngày. Tất cả các bạn muốn học giỏi tiếng Anh đều phải có thói quen học hàng ngày và phải có đam mê học tiếng Anh. Đam mê và thói quen học hàng ngày để mình giỏi tiếng Anh. Thì tất cả các bạn muốn giỏi tiếng Anh thì đều phải thế. Đều rất là mê tiếng Anh và phải có thói quen học hàng ngày. Thì tất cả các bạn muốn có đam mê được thì phải đọc tiếng Anh hàng ngày, phải nghe bài hát, phải xem hoạt hình. Anh chị comment là got it được không? Nếu anh chị đã hiểu là các con phải có những cái đấy và phải làm những bài tập đấy. Và tất cả những bạn giỏi tiếng Anh các con là có đấy thì đều phải trải qua, đúng không? Đều phải trải qua những bước như vậy. Got it, đã hiểu. Chị mà nhắc lại theo thầy thì cũng sẽ học được tiếng Anh. Got it, got it, đúng rồi, got it, đúng rồi. Đấy, và tiếp theo ấy, khi mà các anh chị các bạn mà các con ấy mà đọc được đủ nhiều, biết nhiều từ vựng thì là mình sẽ luyện thi mà lấy các chứng chỉ quốc tế được. Đấy, và ông thầy cũng rất mong đồng hành với các con để các con giỏi tiếng Anh mà lấy các chứng chỉ quốc tế để mà vào các trường đại học hoặc là mình đi du học cũng được. Rồi, và cái phần cuối cùng ấy tôi muốn trao đổi hôm nay là anh chị phải có thưởng và phạt để mà các con mà làm hiệu quả ấy. Okay. Thì phải có thưởng và có phạt. Anh chị nhớ cái bài học là cây gậy đúng không? Cây gậy này và củ cà rốt. Nếu mà làm tốt thì thưởng củ quả rốt, còn không làm tốt thì sẽ cây gậy, nó sẽ bị phạt. Anh chị ghi lại nhé. Thì là mình sẽ thưởng phạt này. Chị ghi lại đi. Thưởng và phạt. Anh thì Tùng đề nghị là khoảng 15.000 đến 20.000 trên ngày. Nếu con hoàn thành các bài tập mà thầy giao. Đấy, 10-15 nghìn một ngày.
Đấy thì cái tiền này thì là mình sẽ sử dụng mầm đức, và tất cả lớp của thầy nhé, thầy đều khuyến khích là sẽ thưởng, và tiền này sẽ dùng để mua chuyện tiếng Anh này hoặc đồ chơi. Anh chị ghi lại đi ạ. Đấy thì anh chị định hướng cho con. Mình định hướng là mình muốn con mua chuyện gì thì là con sẽ được dùng những cái khoản này để mình mua, là mua các đồ chơi, mua sách vở và những cái mà con muốn. Và anh chị duyệt nhé. Đấy anh chị duyệt. Đấy, không rất là tự do con, nhưng mà cũng sẽ anh chị sẽ duyệt những cái khoản đấy. Đấy. Cộng. Và Tùng luôn khuyến nghị là 10% nhé, 10% tiền thưởng. Con tự do sử dụng. Đấy. Anh chị ai đồng ý hay comment I agree. Tôi đồng ý đi ạ. Tức là cái này thì là anh chị hãy comment I agree. Đấy là tạo cho con cái thói quen mà quản lý tài chính từ bé, cái này rất là tốt. Đấy, và Tùng quen rất là nhiều anh chị doanh nhân và những người rất là thành công thì hầu như là người ta sẽ đều cho các con là quản lý tài chính từ bé, rất là bé. Đấy, thì anh chị phải đấy và biết cách quản lý đồng tiền từ bé thì là có một cái thói quen rất là tốt. 10% thì con sẽ tự do sử dụng, và 90% thì là sẽ mua những cái chuyện hoặc là đồ chơi. Đấy rồi nhá. À, rồi ok. À, và nếu mà phạt nhá, phạt thì là cho làm việc nhà thật nhiều. Làm việc nhà là nấu, rửa bát, giặt đồ, quét nhà và trừ tiền. Đấy anh chị đồng ý không nhỉ? Anh chị đồng ý hay comment là I agree một lần nữa. I agree thì cho các con làm việc nhà thật là nhiều, thật nhiều. Đấy. Đấy, nếu không chịu xem phim để mà học tiếng Anh, không chịu nghe bài hát học tiếng Anh, không chịu đọc truyện Doraemon song ngữ tiếng Anh thì là mình sẽ phải làm việc nhà rất nhiều, và trong lúc làm việc nhà cũng sẽ nghe tiếng Anh luôn. Ok rồi nhá, thì bây giờ Tùng sẽ đến cái phần hỏi đáp, thì anh chị có câu hỏi nào thì có thể đặt câu hỏi cho Tùng và Tùng sẽ hướng dẫn luôn, Tùng sẽ giải đáp cho. Ok anh chị có thể được tự do bật mic đi ạ. Ok chị Hảo, mẹ Bảo Anh có câu hỏi gì không ạ? Chị không có đâu thầy ạ. À, vâng ok. Thì chị Hảo và các anh chị nhớ là lưu lại cái số của Tùng nhé, là 037, Tùng đánh lại trong chat này. 0375340099. Đấy. Đấy mà Tùng. Đấy, thì anh chị vui lòng gọi vào buổi chiều lúc nào cũng được. Lúc 2 giờ 14 giờ. Đến 17 giờ đấy thì là cần Tùng hỗ trợ, thì anh chị vui lòng gọi vào số đấy hoặc là gọi các số hotline của bên Tùng. Số của Bách thì hỗ trợ kỹ thuật, em, số của bạn Hà. Em ơi, con nhà chị học là vẫn học vào cái link Zoom này đúng không? Vâng, link Zoom này là sẽ học đấy ạ. Link Zoom là cố định. Chị có hai bạn đấy thì sẽ đặt tên hai bạn hai Zoom khác nhau đúng không? Đúng rồi chị nhá, đúng rồi, hai bạn sẽ phải đặt hai tên khác nhau đấy ạ. Vâng. Ví dụ là M04 này, Khánh Ngọc gạch ngang Vân Nga, và M05 Hiển Minh và Vân Nga chị nhá. Thì là hai bạn sẽ phải hai thiết bị chị nhá. Và chị nhớ bật mic lên nhá, chị Vân Nga nhá, chị phải nhớ quên bật cái cam, bật cam lên. Tại vì khi mà bật cam lên thì là sẽ có nhiều năng lượng hơn đấy. Ok. Anh chị cứ làm comment là bật cam lên đó, bật cam. Mình bật rồi cam. Đấy. Vâng ạ. Một là Tùng sẽ giám sát được. Anh chị và các bạn vui lòng comment là phải bật cam lên. Thì một là học sẽ có nhiều năng lượng hơn. Đấy, và các con sẽ tự giác hơn và Tùng sẽ giám sát được. Đấy. Và cái tiếp theo này, anh chị vui lòng để cái lưu ý tiếp theo anh chị ghi lại đi, là cái mắt này. Nếu mà cái khuôn hình nó chia thành 3 phần ấy thì mắt nó sẽ ở đường 1/3. Đấy là một cái buổi học tiêu chuẩn. Đấy, là cái mắt. Như chị mẹ của Hàn Tiến Đức đúng rồi, nhưng mà tên của chị chưa đúng rồi, tên chưa mẹ của bạn Tiến Đức là phải để thêm tên nữa nhá. Ok. Đấy, là cái mắt ở đường 1/3. Anh Kim Thu, anh phụ huynh của bạn Tuấn Nam này, Tuấn Nam Kim Thu, anh vẫn chưa để đúng cái mắt ở đường 1/3 đâu anh. Anh chỉnh lại cái camera nhé. Camera, đúng rồi. Cái mắt nó ở đường 1/3, tức chia màn hình thành 3 phần thì là 1/3 trên nhé. Đúng rồi. Ok. Đấy.
Thì là đấy không hình chuẩn, đúng rồi, Minh Châu. Ok. Rồi, đúng rồi. Và Minh Sơn. Đúng rồi. Ok. À, bố của bạn Tuấn Nam có hỏi gì không anh nhỉ? Thầy cho hỏi là cái mình vừa cài cái tài khoản cái trang của thầy Trần Trần Edu ấy. Vâng ạ, nhưng đúng mà phải có cái pass à hay cái mã học à thầy? À cái mã học đúng rồi, mã học thì làm anh vui lòng liên hệ bạn Bách anh nhé, bạn Bách cái số là 0335085291. Vâng ạ, vâng ạ, số đấy ạ. Vâng, là sẽ vâng. Có mã. Vâng. Thì là các anh chị các bạn được cấp tất cả các mã ở trên cái website nhé, thì là anh chị các bạn vui lòng liên hệ thì sẽ được cấp mã. Ok, chị Thu có câu hỏi gì không chị Thu? Không. Ừ. Ok. Xin mời chị Lan đi. Chị Lan có câu hỏi gì không chị Lan? Chị Lan hoặc là chị Lan? Em không ạ. À vâng, ok, chị Nga nào. Chị Nga, chị Hương phát biểu đi nào. Phát biểu tí cho nó rôm rả. Và anh chị nhớ là mình sẽ học phụ huynh chắc là khoảng 1 tháng học một lần. Đấy, thì Tùng sẽ xem và đốc thúc lại là xem các con là hoàn thành các không có các... ý kiến gì đâu ạ. Vâng vâng. Thì Tùng dặn là các anh chị nhá, chị Kim Anh có phát biểu gì không? Không. À chị không có ý kiến gì à? Vâng. Chưa ý kiến gì. Vâng, ok. Thì là anh chị vui lòng giơ tay trái lên nào, giơ tay trái lên là mình quyết tâm là mình sẽ làm. Ok, anh chị tất cả anh chị giơ tay trái lên là mình sẽ quyết tâm nhá. Quyết tâm là mình sẽ hoàn thành những cái mục tiêu của khóa học này, rồi những cái bước đấy, những cái bài tập của thầy mà giúp các con học tốt, đúng không ạ? Ok. Rồi anh chị có câu hỏi nào thì cứ có thể gọi điện riêng cho Tùng nhé, hoặc là các trợ lý của Tùng. Đấy, thì buổi học hôm nay thì Tùng xin kết thúc tại đây nhé. Thì anh chị có câu hỏi nào có thể gọi cho trợ lý của Tùng hoặc là gọi trực tiếp cho Tùng ạ. Ok. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều nhé. Cảm ơn thầy. Anh chị bấy tay. Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Con chào thầy. Goodbye, see you again, ok? Goodbye, see you again. See you again, okay, goodbye. Bye. Và hẹn gặp lại anh chị và các con vào ngày 20. Mình sẽ khai giảng 20 ạ. Vâng. Goodbye. Okay, các con nhắc lại cho thầy nào. Goodbye. Goodbye. See you again. Đọc thấp xuống nhỉ? See you again. See you again. Okay, goodbye, Minh Sơn. Okay, bye bye.